Chào các bạn, hôm nay anh em cửa hàng đưa cho mình một số máy iPhone XS Max hai vỏ. Những dòng máy này là vỏ xấu nha các bạn. Vỏ zin bên mình đây, thay vào là như mới luôn. Mai mình sẽ quay cách thay vỏ iPhone XS Max là như thế nào cho các bạn xem nha. Chắc khoảng 11 giờ mình bắt đầu mình quay. Hôm nay nhận được vài chục con thôi. Rồi chào tất cả các bạn nha. Mai mình quay cho các bạn xem.